đạo làm con. Đệ tử quy, thánh nhân dạy, hiếu đệ trước, kế cẩn tín, yêu bình đẳng, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Cha mẹ gọi, trả lời ngay, cha mẹ bảo, chớ làm biếng, cha mẹ dạy, phải kính nghe, cha mẹ trách, phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thăm, tối phải viếng, đi phải thưa, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Chớ tự chê, đừng tự bỏ, thánh và hiền dân làm được. Hộp trị liệu vạn năng. Anh ơi, mẹ nói sẽ mua cặp sách mới cho em đấy. Anh còn vá nó làm gì? Thực ra chỉ cần vá cái quai đeo là cặp sách vẫn có thể dùng được mà. Đúng đó đấy đấy. Đồ càng cũ, chúng ta càng phải trân quý nó. Anh nhìn đi, dùng không được nữa rồi. Xem anh đây. Nhìn vui quá. Anh Tiểu Sủng ơi, sao anh làm được vậy? Đây là thuốc hoàn nguyên, cái gì cũng chữa được. Hiếu Hiếu, chúng ta phải đi trải giường cho ông bà nội rồi. Đúng đấy, suýt nữa thì quên. Đế Đế ơi, đi thôi. Âm thanh gì vậy? Khó nghe quá. Đây là thanh âm của những tấm gỗ bị lão hóa. Ồn như vậy thì làm sao mà ngủ? Đúng đấy anh Tiểu Sủng ơi, anh có hộp trị liệu thì chữa cho chiếc giường đi. Cái này không hay lắm. Tớ thấy cũng không hợp lý. Dù sao cũng là giường của ông bà nội mà. Nhưng mà làm ồn như vậy thì ông bà làm sao mà ngủ được? Không phải mẹ thường nói với em sức khỏe của ông bà rất quan trọng hay sao? Đệ Đệ nói đúng đấy. Tiểu Sủng ơi, cậu chữa cho chiếc giường đi. Chỉ cần phun thuốc vào tấm gỗ là được. Yên tâm đi, không đau đâu. Anh Tiểu Sủng ơi, anh mau xem này. Anh ơi, em đi uống nước nhé. Ta sẽ biến ngươi trở nên đẹp hơn. Đệ Đệ ơi, em còn thuốc không? Có ạ, em tới ngay đây. Ngọt quá. Đệ Đệ ơi, nhanh lên nào, ông bà sắp đi ngủ rồi. Em đây. Đệ Đệ, em kéo vào trong một chút. Được rồi, hoàn toàn không có âm thanh nữa. Chúng ta chữa khỏi cho chiếc giường rồi.
Chuyện gì mà khiến cho đệ đễ của chúng ta vui vẻ như vậy nhỉ? Bà ơi, giường tụi con đã trải xong rồi. Bà đi ngủ đi. Tụi con cũng mau đi ngủ đi. Nếu không ngày mai dậy không nổi, lại bị mẹ nói nữa đấy. Vâng ạ. Bọn con đi ngủ đấy ạ. Ừ, ngủ ngon. Con đói rồi, bà nấu đồ ăn sáng đi. Con đói rồi. Lạ nhỉ, đế đế ồn ào gì thế? Bà không nghe thấy sao? Con đói rồi, con muốn ăn sáng mà. Bà nấu đồ ăn đi. Đế đế ngoan, đừng có hét nữa. Con muốn ăn sáng. Con muốn bà nấu đồ ăn sáng cho con. Đế đế sao vậy? Bố ơi, sao sắc mặt bố kém vậy? Bố mệt à? Tối qua bố và mẹ đều ngủ không yên giấc. Bố thì còn đỡ, mẹ con vẫn còn nằm trên giường đấy. Xem ra cả đêm không ngủ được. Hay là bố đi bệnh viện kiểm tra đi ạ? Đúng vậy, bố đi kiểm tra cho yên tâm đi. Hiếu Hiếu, liệu có phải do chúng ta sửa giường không? Chắc không đâu, không có âm thanh đáng lẽ phải ngủ ngon hơn chứ. Nên nói chuyện này cho ông nội biết đi. Ông nội ơi, có thể đói quá, con muốn ăn sáng. Trời ạ, sao con lại không hiểu chuyện như thế nhỉ? Con đưa đệ đệ đi ăn cơm đi, đừng để con trẻ bị đói. Sao con lại dám làm loạn như thế? Âm thanh đó, ông bà nội nghe nhiều năm nay như vậy đã quen rồi. Đột nhiên không nghe nữa, chắc chắn sẽ không quen. Đừng kết luận vội vàng, cũng có thể là vì nguyên nhân khác. Là con sai ạ. Con cứ tưởng là sửa giường xong thì ông bà sẽ ngủ ngon hơn. Hiếu Hiếu, âm thanh của tấm gỗ có thể khiến chúng ta thấy ồn ào, nhưng đối với ông bà nội lại là một thói quen. Nếu như có thể khiến âm thanh quay lại, đương nhiên là rất tốt. Bây giờ nghĩ lại, nó cũng giống như một người bạn vậy. Đột nhiên không có nữa, đúng là không nỡ. Ông ơi, con nhất định sẽ giúp ông tìm lại bạn cũ ạ. Bà ơi, bà đỡ hơn chút nào chưa ạ? Là Hiếu Hiếu sao? Bà không sao, chỉ là ngủ không ngon thôi. Bà ơi, con sẽ nhanh chóng tìm lại bạn cũ cho bà. Như vậy bà có thể ngủ ngon ạ. Bạn cũ ư? Hiếu Hiếu, những tấm gỗ này đều phun qua thuốc rồi, trở nên rất kiên cố. Cậu làm như vậy cũng không phát ra âm thanh đâu. Vậy phải làm sao? Tôi có cách rồi. Chúng ta có thể để cho mấy tấm gỗ tự mình phát ra âm thanh. Tiểu Sủng ơi, cậu đang nói gì thế? Cậu quên cặp sách của đệ đệ sao? Cặp sách sau khi được chữa trị lại có thêm pháp lực của tớ đã biến thành có linh tính. Những tấm gỗ này nhất định cũng như thế. Chúng ta có thể khiến chúng tự mình phát ra âm thanh mà. Xin chào tấm gỗ. Tấm gỗ ơi, bạn có nhớ trước đây làm thế nào để phát ra âm thanh không? Bạn có thể phát ra âm thanh như lúc trước được không? Cái này... Hiếu Hiếu, liệu có phải tấm gỗ này hại mệt nhọc không nhỉ? Cậu nghĩ xem mỗi ngày họ phải lao động mệt nhọc như vậy, bình thường lại không có ai chăm sóc họ. Gỗ ơi, xin bạn đấy. Nếu như không có âm thanh của bạn, ông bà sẽ không ngủ được. Mình đảm bảo sau này mỗi ngày sẽ tới chăm sóc cho bạn. Được không? Cảm ơn nhé. Anh Tiểu Sủng nói không đúng. Chiếc ly có biến mới lại đâu. Đệ đệ, em đang nói gì vậy? Em không biết. Anh đưa thêm thuốc cho em đi. Em muốn biến chiếc ly thành mới. Đệ đệ, có phải em đã đem cái ly đi uống nước không? Đúng thế. Ngon lắm. Tiểu Sủng ơi, chuyện này là sao? Nếu tôi đoán không nhầm, thì đệ đệ đã uống nhầm thuốc hoàn nguyên, khiến cho đức hạnh của em ấy hoàn toàn biến mất.
Vậy phải làm sao đây? Chúng ta không thể nhìn đệ đệ biến thành một đứa trẻ không ngoan. Cái này... Đi đi! Đệ đệ phía trước kia! Đệ đệ, em không sao chứ? Xem ra là tình cảm của cặp sách đã cứu đệ đệ rồi, cũng giúp em ấy tìm lại đức hạnh của mình luôn. Đệ đệ, em có muốn mẹ mua cặp sách mới cho mình không? Nó mãi mãi là bạn tốt của em. Các bạn nhỏ thân mến, không ghét cũ nói với chúng ta biết rằng không nên vứt bỏ những đồ cũ mà bạn có, bởi vì chúng cũng giống như là bạn cũ vậy, lúc nào cũng ở bên bạn, giúp đỡ bạn. Bởi vậy, nên bắt đầu từ giờ phút này, chúng ta hãy cùng nhau trân quý tình bạn chân thành này đi. Các bạn nhỏ, tạm biệt nhé! Xuất bản và sản xuất Đồng Chí Cương. Tổng đạo diễn Lưu Vĩ. Phụ trách sản xuất Nhạc Liên Xuân, Lý Lập. Tổng biên kịch Đồng Chí Cương. Biên kịch Triệu Lập Chí, Lý Đăng Siêu, Trương Tịnh Hiền, Đồng Vĩ. Đạo diễn Mã Tăng, Cao Hạ Thành. Chỉ đạo mỹ thuật Hám Bàng, Toàn Phượng Bân. Tạo hình Cốc Vĩ, Đằng Khiết. Nguyên tác họa Vương Diên Phong, Lý Truyền Hồng. Thiết kế hoạt họa Lý Đại Sấm, Lưu Khải, Tiết Định. Bối cảnh Trương Cát Doanh, Hồ Hà. Hậu kỳ Trương Bác Hiên. Âm nhạc Hoàng Hải Minh. Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế mỹ thuật hoạt hình Diệu Âm Bắc Kinh trân trọng giới thiệu.